Em Trường Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến bà con nha. Trường Anh đây tiếp tục giới thiệu đến bà con một mẫu xe Innova Z nha. Một mẫu xe tiền đến với tay người sử dụng này. Em đã sản xuất năm 2008, 49A 14243 nha. Cản trước nè, người ta lên đã lên form 209, hai cụm đèn anh chị coi mới tin. Mẫu xe đã qua sử dụng. Mâm là chủ nhà lên mâm hết toàn bộ rồi. Con này hết đăng kiểm rồi nha, bên Trường Anh sẽ đăng kiểm mới cho bà con cô bác. Thì em nó bận cho em nó một cái bộ áo màu vàng cát anh chị nha. Sơn si không có một dấu hiệu trầy xước luôn. Mẫu đế tiền thì bà con về chạy dịch vụ rất là ok luôn. Hai cụm đèn phía sau cũng đã lên 209 hết toàn bộ rồi nè anh chị. Đó, form đẹp chưa? Gạt mưa phía sau cũng đã lên rồi. Đầy đủ tính năng rồi. Sơn si đẹp không? Không một dấu hiệu trầy nha. Lên mâm nè. Vỏ đâu đó cũng được tương đối là 60% nha. Bốn vỏ. Nội thất nè anh chị. Tắp bi cửa nè. Sáng tài keo chỉ rin hết nha. Hai bên sống gần nè, không có đâm pha nha. Mẫu xe gì chắc chắn đã từng có chạy qua dịch vụ rồi nha bà con cô bác nha. Đó, giá tiền thì rẻ thôi. 7 chỗ máy 2.0. Mức độ tiêu hao nhiên liệu cho em này đâu đó nằm tầm 9 lít. 7 chỗ ngồi là 7 dây đai bảo hiểm an toàn đầy đủ tính năng trên chiếc xe rồi. Xe này chủ nhà cũng đã lên dàn lạnh rồi nè anh chị nè. Đó, bà con thấy không, lên dàn lạnh âm trần hết rồi. Một trước hai sau nha. Nội thất sạch sẽ, keo chỉ rin hết. Lót sàn cực kỳ sạch nha. Vàng két nha bà con. Đây nè, bốn cánh cửa tắp bi keo chỉ nè. Keo chỉ rin hết, không có dấu hiệu để chạy chỉ lại. Hai bên sống gân đẹp như nhau. Từng những con tán bản lề là không có dấu hiệu khui ra chỉnh lại nha. Ghế nè, ghế cũng đã bọc toàn bộ 5D hết toàn diện rồi. Đó, xe sạch sẽ không? Tắp lô tắp bi nè. Trang bị đầu một cái đầu Toyota nghe nhạc thôi. Củ số nguyên bản luôn. Đi là xem nó là vô lăng ba chấu nè. Nè, con này người ta cũng đã lên gương chỉnh điện. Đầy đủ tính năng rồi nha cô chú anh chị nha. Xi nhan trên gương chiếu hậu. Hai cụm đèn mới keng. Anh chị nào đam mê mẫu này thì alo cho Trường Anh Ô Tô. Đây anh chị, bốn cánh cửa đẹp như nhau nè. Keo chỉ nè. Rin đét hai bên nè, những sóng gân nè, đẹp như nhau nha. Tắp lô tắp bi nè. Đó, ngày xưa mẫu này nó có chứ chạy dịch vụ được, người ta cũng có đặt cái đồng hồ ở đây nè. Đặt cái đồng hồ tính tiền nha. Đó, xe có sao thì Trường Anh báo vậy. Thường thường mẫu Innova Z là 100 hết 100 con là đều chạy qua dịch vụ nha. Nha bà con. Cho nên là bà con mua xe thì chắc chắn gì là đã từng qua dịch vụ rồi. Không có chức xe gia đình đâu nha. Đó. Sạch sẽ thôi. Xe sạch sẽ lắm. Anh chị trải nghiệm phường máy cùng với Trường Anh nè. Quan trọng là máy nè. Thứ nhất đồng sơn Trường Anh tẻ nha. Trường Anh tẻ xe cực kỳ là chuẩn. Đồng sơn không một dấu hiệu chạy xước nha. Alo. À, 516 Trần Phú, anh mua xe gì? Isuzu em không còn con nào đâu anh nha. Dạ dạ dạ. Dạ. Rồi ok ok anh trai. Đó bà con, thấy ok không? Rồi Trần Anh sẽ test phần máy cho anh chị cùng trải nghiệm nha. Alo. À, 516 Trần Phú anh ơi. Ngay dốc Đô Hữu nè anh ơi, em đang bận làm clip xíu em gọi lại cho chứ. Anh bờ hồ anh chạy người về hướng Sài Gòn đi, 516 Trần Phú. 516 Trần Phú cơm niêu Thuận Thành anh nhé. Đó, cục máy nó cực kỳ là êm nha bà con. Nè, nắp capo nè. Không có dấu hiệu đâm va móp méo gì, nắp capo keo chỉ cho nó capo rin hết nha. Đó, rin nguyên luôn nè. Keo chỉ rin hết 100%. Hai bên lường là không có dấu hiệu đâm va móp méo trước xe. Tem nè. Tem của máy còn nguyên bản luôn. Đây là phần dàn trước nè. Máy là 2.0 thôi. Dòng này thì đâu đó tiết kiệm cho cô chú anh chị nha. Nó nằm tầm 9 lít thôi. Gì thì sẽ không có ABS đâu nha.
Có bà con đam mê mẫu này thì alo cho em. Dòng này sử dụng toàn bộ qua quạt ly tâm hết toàn diện nha cô chú anh chị nha. Cục máy nó cực kỳ là êm luôn. Dòng này xài quá 4 bánh xẻ. Đầy đủ tính năng trên chiếc xe rồi. Dòng này là người ta có thay lại, người ta có chỉnh lại cam cò rồi, cái mặt ron nè. Cái mặt ron này chờ cô chú anh chị chạy một thời gian chắc chắn nó giãn nở ra, nó sẽ gõ nha. Thì người ta sẽ mở cái mặt ron ra, người ta chỉnh lại cam cò nha. Chỉnh siết lại cho nó cứng cho nó chắc. Còn xe là không có dấu hiệu đâm vai cứng đục mà móc méo chiếc xe luôn nha. Đó, bà con đam mê về mẫu này thì alo cho Trần Anh Ô Tô. Đẹp như nhau. Bốn cánh cửa rất là liền lạc nha cô chú anh chị. Đây là phần cốp sau nè. Cốp sau nè, bon nè. Bon điện còn rim như thế này. Keo chỉ nè. Keo chỉ hai bên là rim đét nè. Nước sơn cực kỳ là bóng. Sơn si không một dấu hiệu là chày luôn. Gầm bè. Gầm bè là không có dấu hiệu mục mọt nha. Đây là phần gầm nè. Gầm mới tinh nha. Đó, phần gầm nè. Cục máy nè. Cục máy là rất là khô ráo. Rất là sạch sẽ anh chị nha. Các bà con thấy phần gầm không? Gầm bè chết lắm. Không một dấu hiệu là mục mọt. Đam mê mẫu này thì alo cho Trường Anh Ô Tô nhé. Một lần nữa Trường Anh kết thúc channel tại nơi này. Nhớ đăng ký và share like cho Trường Anh. Ủng hộ kênh bán hàng bên Trường Anh Ô Tô nhé. Cảm ơn anh chị và bà con rất là nhiều. Em xin chào và hẹn gặp lại.